Tử vi chọn đời về nam mạng tuổi Quý Dậu 1993 thuộc cung đoài trực phá, cung chấn trực thành, mạng kiến phong kim, khắc phúc đăng hỏa, con nhà trạch đế, xương con gà, tướng tinh con đười ươi, ông tử vi độ mạng. Về tổng quan, luận xem số mạng con gà, mạng kim cung chấn, dáng tìm thì ra số này bất luận là ai. Mùa thu sinh thuận đố ai dám bì, nhưng mà nhiều kẻ hiền lành, ít ai ở giữ gian manh bạo tàn. Hậu vận có của mới an, tiền vận làm có của kho chẳng còn, hai dòng cha mẹ mới an, không thì chồng vợ khó toan một đời. Năm xưa tận khổ đã thường, vận sau 49 trời ban phước lành, anh em xung khắc hay dày, cô bác có của ta đây chẳng màng. Về cuộc sống, cuộc đời của tuổi Quý Dậu phải trải qua nhiều thăng trầm lúc tuổi nhỏ, đường sự nghiệp tạo ra rất khó khăn, nên an phận thì tốt hơn, không nên có nhiều hy vọng. Đến năm 30 tuổi trở đi thì tài lộc tạo ra dễ dàng hơn và bắt đầu có phần thắng lợi. Về cuộc đời cũng bắt đầu đi lên từ lúc đó, tuy cuộc sống có nhiều thăng trầm, nhưng cá nhân bản thể thì sung sướng, ít khi có sự cực nhọc về thể xác, có nhiều khổ tâm về tinh thần hay lo nghĩ, thậm chí có nhiều lúc mất hẳn sự tự tin và khả năng của bản thân mình. Tóm lại, tuổi Quý Dậu không tròn vẹn nhưng có nhiều tốt đẹp trong cuộc đời. Vào trung vận và hậu vận có nhiều kết quả về tài lộc và gặp những điều tốt đẹp về cuộc đời. Tuổi Quý Dậu làm có nhiều tiền bạc nhưng cũng tiêu hao hết. Vào trung vận gặp nhiều xui xẻo. Tuổi này hưởng thọ trung bình vào khoảng từ 56 đến 68 tuổi là mức tối đa. Nếu ăn ở hiền hòa, phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Trái lại, nếu gian ác thì sẽ bị giảm kỷ. Về đường tình duyên tuổi Quý Dậu có nhiều khe khắt và buồn não. Những diễn biến trong suốt cuộc đời về đường tình duyên của bạn căn cứ theo những tháng như sau. Nếu bạn sinh vào tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch thì cuộc đời bạn phải 3 lần thay đổi về đường tình duyên. Còn nếu bạn sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 7, tháng 10 và tháng 11, tháng 12 âm lịch thì bạn sẽ có 2 lần thay đổi về đường tình duyên và hạnh phúc. Còn nếu bạn sinh vào tháng 3, tháng 4, tháng 8 âm lịch thì bạn sẽ được hưởng hạnh phúc bền lâu và không có sự thay đổi về đường tình duyên. Về gia đạo công danh lên bổng xuống trầm suốt thời trung vận, nghĩa là từ khoảng 20 đến 30 tuổi. Qua 36 tuổi trở đi thì vấn đề công danh mới có cơ hội lên cao. Về gia đạo có nhiều thay đổi về tiền vận, đến trung vận cũng chưa chắc được yên. Phần gia đạo có nhiều rối rắm, về hậu vận mới được yên ổn và an vui. Về sự nghiệp cũng có khi lên cao nhưng cũng có lúc xuống thấp. Về tiền bạc vào ra thất thường, có vào nhiều cũng có ra nhiều. Cho đến tuổi 36 trở đi thì vấn đề tiền tài sự nghiệp mới được bền vững. Những tuổi hợp làm ăn, trong việc làm ăn hay hùn hợp, hợp tác làm ăn với bạn, bạn nên chọn những tuổi sau. Quý Dậu đồng tuổi Ất Hợi, Đinh Sửu, đây là những tuổi rất hợp cho việc làm ăn và bạn sẽ thành công trong cuộc đời về tiền bạc cũng như về công danh và sự nghiệp của bạn. Về lựa chọn vợ chồng, trong việc lựa chọn vợ chồng cũng rất quan trọng và liên quan cho đến cả cuộc đời của bạn. Nếu bạn lựa chọn được người phù hợp thì có thể đẩy mạnh cuộc đời bạn lên cao về tiền bạc cũng như về tình cảm dồi dào. Những tuổi này rất hợp cho sự làm ăn của bạn, đó là những tuổi Quý Dậu đồng tuổi Ất Hợi, Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Tỵ và Tân Mùi. Nếu bạn kết duyên với những tuổi Quý Dậu, Ất Hợi, hai tuổi này rất hợp về đường tài lộc. Khi ăn ở với nhau, 5 năm sau sẽ làm giàu. Nếu bạn kết duyên với tuổi Đinh Sửu và Kỷ Mão, được may mắn về việc làm ăn, tiền bạc dư giả và cuộc sống có phần lên cao về hậu vận. Còn nếu bạn kết duyên với tuổi Tân Tỵ và Tân Mùi, cuộc đời bạn sẽ may mắn và thành công lớn lên trên con đường sự nghiệp, tiền tài giàu sang. Những tuổi trên từ tuổi Tân Tỵ hào con thiểu số, còn số tuổi khác đều đông đủ. Nếu bạn kết duyên với những tuổi Giáp Tuất, Bính Tý,
Canh Thìn thì cuộc sống chỉ có thể phát triển lên đến mức trung bình và đủ ăn đủ mặc mà thôi, vì những tuổi này chỉ hợp về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc. Nếu bạn kết hôn với những tuổi Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần, Giáp Thân thì cuộc sống của bạn sẽ nghèo nàn, khó thoát ra được cảnh bần hàn khổ sở, suốt cuộc đời không được khá. Có những năm rất xung khắc với tuổi bạn, luận việc hôn nhân không thành hay thành thì phải chịu cảnh cách xa hay xa vắng thường xuyên, khó mà ở với nhau trọn đời được. Đó là những năm mà bạn vào số tuổi 18, 22, 24, 34, 36 và 42 tuổi. Những năm này là những năm khắc tuổi về đường tình duyên, cho nên không nên cưới vào những năm trên. Nếu bạn sinh vào tháng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 âm lịch thì cuộc đời bạn có số đào hoa, có nhiều thê thiếp hay tình yêu, hay ít ra cũng đa đoan về việc vợ con. Về những tuổi đại kỵ, những tuổi rất xung khắc và đại kỵ trong cuộc đời bạn như tuổi Nhâm Ngọ, Canh Ngọ, hai tuổi này rất xung khắc và đại kỵ, không nên hợp tác làm ăn hay kết duyên đều không tốt. Về ngày giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Quý Dậu nên xuất hành vào những giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn. Nếu bạn xuất hành đúng như trên thì sẽ gặp được nhiều thắng lợi về tiền bạc, tình cảm cũng như mọi dự tính, mọi việc đều được tốt đẹp. Về diễn biến từng năm, từ năm 24 đến 26 tuổi, vào năm tuổi 24, cuộc sống có phần phát triển về tài lộc. Vào những tháng 6 và tháng 8 sẽ có hoạch tài, thâu lượng được nhiều kết quả về sự nghiệp. Tháng 12 hơi khó khăn một chút, vào tuổi 25 được thì khá tốt. Tuổi này vào những tháng đầu năm thì tốt, làm ăn thâu lượng được kết quả, nhưng trong gia đạo bất an, những tháng cuối năm vẫn bình thường. Tuổi 26 không được tốt vào những tháng riêng và tháng 2, nhưng những tháng khác thì tốt. Từ tháng 8 trở đi, làm ăn khá, tài lộc dồi dào, gia đình êm ấm. Từ 27 tuổi đến 31 tuổi, vào tuổi 27, chọn năm hoàn toàn phát đạt. Tuổi 28 hay đẹp về đường công danh lẫn tài lộc. Tháng 5 và tháng 6 đại kỵ đi xa, giao dịch về tiền bạc sẽ bị mất mát hoặc thất thoát. Năm 29 tuổi, toàn năm chỉ vào mức độ trung bình, việc làm ăn không được khá lắm. Tuy nhiên, về phần tài lộc và tình cảm được yên, không hao tổn và cũng không mâu thuẫn nhiều. Năm 30 và 31 tuổi, những tháng đầu năm của tuổi 30 có đại nạn nên cẩn thận đề phòng trong sự giao thương và xuất hành vào những tháng đầu năm. Vào tuổi 31, toàn năm bình thường, mọi việc đều ở trong tình trạng bình thường mà thôi. Từ 32 đến 40 tuổi, năm 32 tuổi khá hay đẹp, những tháng cuối năm thành công to nên giao dịch hay giao thương có nhiều thuận lợi. Năm 33 tuổi có thể làm ăn cũng khá phát triển, nhưng nên tránh vào tháng 6 và tháng 7, nên cẩn thận trong việc giao du về nghề nghiệp. Năm 34 và 35 được toàn vẹn, sự nghiệp làm ăn vào mức độ trung bình mà thôi. Hai năm này bạn có thể tăng thêm sự phát triển về nghề nghiệp thì tốt. Năm 35 tuổi kỵ vào tháng 9, không nên xuất hành đi xa hay có đau bệnh bất ngờ. Năm 36 và 37 tuổi, hai năm này có suy sụp đôi chút về vấn đề tài lộc hay tình cảm, có thể phát triển khả năng về nghề nghiệp, nhưng nên đề phòng việc về tiền bạc, coi chừng hao tiền tốn của. Năm 38 và 39, tinh thần bị dao động mạnh, gia đạo không được yên ổn như mọi năm, nên cẩn thận vào năm 38 tuổi, trong gia đạo có nhiều người bị đại nạn. 39 tuổi yên ổn hoàn toàn. Năm 40 tuổi khá yên tĩnh về tâm trí cũng như về tài lộc lẫn tình cảm gia đình. Từ 41 tuổi đến 45 tuổi, từ năm 41 đến năm 45 tuổi, tuổi 41 thường hay đau bệnh hay có xung khắc và đại hạn vào tháng 10, đề phòng tháng này có đại tang. Năm 42 và 43 không xảy ra việc gì quan trọng từ việc gia đình. Năm 42 tuổi có hao tài đôi chút. Năm 44 và 45 khó khăn về tiền bạc, không nên đi xa hay phát triển làm ăn vào hai năm này, sẽ bị thất bại mà không thâu lượng được nhiều kết quả như mong muốn. Từ 46 đến 50 tuổi, khoảng thời gian này không có nhiều may mắn về nghề nghiệp, công danh, có thể làm ăn vào mức độ trung bình, không nên đi xa hay giao dịch về tiền bạc, sẽ bị mất trong những năm này, gia đạo bất an.
Trên đây là những phần luận giải về lá số tử vi của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức về lá số tử vi nhé, hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất của kênh Kiến Thức. Rất chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Hãy subscribe.